lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người. Cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ, mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất, hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than, đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp. Vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dét của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Khuét vách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luống tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả một Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: "Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này?"
Ngài Mục Liên đáp: Tại vì đời trước ngươi tham lam, trộm cướp, thảnh tay dơ dép những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng Ngài nói rằng: Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Điều đó quý vị cũng thấy có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói: Thuở Phật, ở thành Xá Vệ, có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: Có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: Tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham,
người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú, không lo chi mạng. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ác nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đòi, giặc giữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rọi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Ba, không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lan trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả bồ đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói: vạn ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn xung quanh ta có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch, đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó,
nền đạo đức xuống cấp trầm trọng. Nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu: thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị họa cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể có anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang. Những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ. Cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau. Hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, tại vì những đời trước người gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại chinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân, mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị, người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà.
người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt, và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế là hơn, lời sao sinh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm yên vui. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy: nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ, chồng, con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ 3 cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên, trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư, Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng, con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng:
Dâm là hành bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết vì đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người. Gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chắn. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đứng đăng nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền. Niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sau hiện vinh. 4. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là vọng ngữ. Phật cấm nói dối, nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo, độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo: tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng quá ế ẩm rồi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo: chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật, không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá, đời nào giữ được tiền của. Nên lão tổ nói: làm ăn bất chính, con cháu cơ hàn. Làm ăn bất lương, ngục hình đầy đọa. Lợi mình hại người, tài tan khó giữ. Mua lận bán lường, của cải tiêu tan. Đo gian
đông thiếu, luân hồi thiếu hụt, vì lợi dối người, sau bị người gạt. Tin nhau, buôn bán cùng nhau, thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau dư lời, hay hơn lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống, tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau, của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Cổ đức. Chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra, làm ăn mua bán đều bị thất bại. Trong kinh Tăng Chi nói, thuở Phật còn trụ thế, Ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối, nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được, kẻ lại không? Phật bảo: Người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện, mỗi khi hứa với ai điều gì không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa, cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại, họ vào chùa thì nói đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể. Vào thời Đức Phật, có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Lê, khi sinh ra không có tai mắt mũi lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: Do ác nghiệp gì mà cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp: Lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói: Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi: Này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn, dơ. Con nghĩ thế nào? Nước đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: Này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: Này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn, để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La, nên biết người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng, chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp. Thiện hay là bất thiện, nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù việc lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp,
hưởng nhiều phước lành. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Bảy, mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời sau khi thành Phật, được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: Giới thứ tư tống trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu qua. Ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt, hơi ngào ngạt thơm, bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận Đại Trí Độ dạy: vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. Một, hơi miệng thường hôi thối. Hai, các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. Ba, dù nói thật chẳng ai chịu tin. Bốn, người trí chê bai chẳng ai tham dự. Năm, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Sáu, người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo. Bảy, thường lắm lo buồn. Tám, trồng nghiệp nhân xấu. Chín, thân hoại mệnh chung đọa địa ngục. Mười, khi sanh làm người các căn thiếu sót. Tha ngôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ Đức khuyên rằng: Ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa, huyễn hoặc đủ điều. Lời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ. Năm, không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra dèm pha, quỷ bán, châm chích, cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết oán với nhau. Đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước đức. Theo luật nhân quả tự nhiên, khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong Kinh Địa Tạng dạy: Nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí, cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên, ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy: Suối kiện thưa người, con cháu bất hòa. Suối con hiếp người, chịu đời thất thế. Suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh. Theo lẽo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ,
Trong sách Xử Thế có câu chuyện. Có cô gái tên là Hồng. Khi về nhà chồng, ý mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Vì thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi, nên đâm ra tự ái, xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi giục: "Mày chịu đựng rất hay á, nếu mà như gặp tao á, tao ly dị từ lâu rồi." Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ. Quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói: "Người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chứ có trách họ." Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tính tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà biên dịch đã kích lẫn nhau. Làm như thế, vô tình chia rẽ chúng nó mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ. Ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tốt: "Anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chứ kể lại với ai." Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn, chuốc oán, ăn ngủ không yên. Thật làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thích nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biếng nhác, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu, đồng thời khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Chính vì con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu, ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ: chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên, vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng,
nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố gai gốc, mũi mồng rắn rết độc trùng, ngói cát đá sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, trau chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống, thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản, thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo, thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc, thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng, thì chớ nói lời thô ác, xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt, thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào dòng tham dục, thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình, thì đừng có sừng sộ, phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình, thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong Kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ, phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt, không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời, được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông nên biết, Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện, thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng
chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành, chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức, vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới. Cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm Phật dạy: Này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì, giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy: người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy: trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp: bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến, giúp đỡ, trái ý thì oán ghét, ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được. Còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch, bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu. Đó là nhân mất đức. Con rể giàu sang khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi,
không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ vả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời 5-7 câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt, đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng mang tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bùa bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ. Ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ vả, khi nghèo khổ hoạn nạn thì lẩn tránh. Sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt. Ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu 3, lầu 4 mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân thất đức. Làm vua thì đam mê tụ sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút tự tâm. Miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ bêu xấu, thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ vong. Đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người hại vật, gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức.
người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy: nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buông lung sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bõn sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh, Phật dạy rằng: làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biến nhát mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang, quốc vương, trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán tam bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm
là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo, là do cái nhân đời trước, tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lời danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo, là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đi tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất giống trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện, làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trập tai. Làm người hay dọa nạt, làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai. Làm người giàu sang có quyền thế, đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện ai, những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị roi gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun, làm nghề cắt họng, tự sát hủy mình, vào rừng săn bắn, tai họa thình lình, hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham, quả báo bần cùng, cố ý ăn lường, chịu điều thua thiệt, gạt người lấy của, chuyển kiếp bồi thường, nhờ người gạt người, chịu đời thất thế, gian công lường của, chịu đời lầm lạc, khoe tốt lừa người, mắc mưu mất của, tranh danh đoạt lợi, người lìa của tan, tranh điền đoạt thổ, con cháu phá tan, giữ của lòng tham, chuyển kiếp làm chó, chứa kẻ gian tham, ngục hình đầy đọa, dùng sức loài vật, chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm, vợ con phản loạn, thọ thai chồng bỏ, con nghịch với cha, tiền dâm hậu thú, sanh con bất hiếu, thọ thai làm ác, liên lụy đến con, quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thận kém sanh lao, ăn vật nóng quá, thận suy khô kém. Khinh thánh thị thần, cầu nguyện vô linh, khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình, đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo, phân dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình, vô gian bạc phận, chê thị quê hương, đổi dời nhiều xứ, thấy hư chê cười, khó nổi lập thân, chê người rách lành, chuyển kiếp cơ hàng, đặng thời chê thất thế, suy sụp nan cầu, được sang chê hèn, đáo đầu bần tiện,
chê người cực khổ, chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó, giữ của không bền, kiêu cách khi người, chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu, chịu đời suy nhược, tánh hay kiêu căng, tạo lập không thành, thì chúng hiếp cô, hòa sanh nan giải, la ré nạt nộ, hao hơi phổi yếu, vũ ngực xương hô, phổi động sanh ung. Quỷ hoại lúa gạo, thiếu ăn thiếu mặc, quỷ hoại tiền của, gia cảnh bần hàn, ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không giữ gìn, thiếu trước hụt sau. Tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sinh con không dạy, hoạn họa trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa, sinh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si, giả oai hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, quan đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bình, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí, mắng gió chửi mưa, ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Em côi anh bỏ, giảng cảnh thất thời, phá cầu đào lộ, quan gia nghiệp chướng, rào đường lấp ngõ, lo việc không thành, bỏ người hoạn nạn, cầu phước vô linh, nghe rên không trợ, cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh, phi tai lai giảng, biết mà không nói, chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan, thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí. Lúc tranh luận, nên tập nhường lời, biết bỏ qua những sơ sót nhỏ nhặt của đối phương, chỉ nghĩ đến những điểm quan trọng, rồi ân cần, khéo hướng dẫn họ nhận ra lẽ phải. Trong lúc tranh luận, đừng tỏ ra trưng tài khoe đức. Ai biết hạ mình xuống thì sẽ được người khác nâng nhấc lên. Đó là lời dạy của người xưa, cho ta tu đức. Trái lại, tự đề cao mình lên sẽ bị người ta kéo xuống. Tâm lý ai cũng nói mình đúng, cho nên trong bất cứ môi trường nào, chúng ta phải biết nhường nhịn, vì mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Đừng nghĩ rằng càng cãi dữ thì thuyết phục được đối phương. Những cuộc tranh luận như thế sẽ dẫn đến gây lộn, thậm chí có trường hợp ẩu đả lẫn nhau. Thế là ta tạo ra tấm vách ngăn cách giữa ta và người. Sự cãi lẫy đôi co ẩu đả là do tính chủ quan, thường khiến người ta ít thận trọng lời nói và việc làm, hay đưa tới những kết quả xấu hoặc không thuận hợp với những diễn biến trong cuộc sống. Tính chủ quan cũng thường gây mất lòng người khác, kết quả công việc sai lệch hay đổ vỡ. Tính chủ quan mặt khác còn làm trì trệ công việc và ngăn chặn sự tiến hóa trong nhận thức và trí thức con người. Đức khiêm cung, khiêm tốn, có cung cách là đặc điểm của người trí thức có đạo hạnh. Thật đáng tiếc cho một số người có trí thức lại thiếu đức khiêm cung, thường tự hào, quên quan, muốn làm thầy thiên hạ. Một người có khả năng khi đạt được địa vị cao trong xã hội lại biết giữ đức khiêm cung là người biết thủ lễ, có đức hạnh. Người có tài đức đều thận trọng giữ gìn phẩm cách, không vỗ ngực xưng tên để người đời ngưỡng mộ mình, không cần bày tỏ tham vọng của mình. Hữu xạ tự nhiên hương, có chất thơm thì tự nhiên mùi hương phát ra, người ta ngửi thấy, nghe biết mà tìm đến. Người nào giữ được đức khiêm cung thì loại trừ được ngũ quỷ, tức
tức là tự cao, tự tôn, tự mãn, tự hào và tự đại trong lòng mình. Tự cao là kiêu ngạo, tự phụ. Tự mãn là tự xưng ta đây. Tự hào là kiêu hãnh, tự đắc. Tự đại là lên mặt. Năm ác tính này đều làm thất nhân tâm, có hậu quả xấu trên mọi lãnh vực. Muốn cho người khác kính mến ta, tại sao ta lại làm cho họ mất mặt trước đám đông? Họ có danh dự của họ, nếu có lỗi lầm chi, ta nên khéo nhắc nhở. Còn như ta có lỗi lầm thì thành thật nhận khuyết điểm, vì chúng ta chưa phải là Phật. Thánh thì trong 100 lần xét đoán đúng được 70-80 lần mà thôi. Nếu đối phương quá bảo thủ chủ quan, chúng ta cần tế nhị mời họ thử đặt mình vào địa vị của người ngoại cuộc để xét vấn đề. Nếu họ không nhận ra lẽ phải, quá cố chấp nóng nảy, ta phải lanh trí, nhẹ nhàng phân tích một cách khéo léo. Nếu chúng ta không khéo bàn luận thành ra cãi lộn, mà cãi lộn thì hỏng hết mọi việc. Trường hợp họ còn bảo thủ ngang ngược thì thượng sách là ta nên tránh né các cuộc cãi giả, hoặc nhượng bộ chấm dứt là hơn. Ông Ado nói, lý luận không bao giờ thắng kẻ ngu. Nói như thế, không phải tuyệt đối tránh hết những tranh luận cần thiết. Có lúc phải tranh luận để bên vực chân lý, bảo vệ điều chính đáng. Có nhiều người viện lý do cầu cho mình được bình an, như thế là vô tình để cho họ chê ta là kẻ ngu dốt, yếu hèn. Nếu vì lý do nào đó mà im lặng, để cho cuộc tranh luận đưa đến kết quả tai hại cho một cá nhân hay đoàn thể, thì sự im lặng ấy đắc tội. Nhiều người biết như vậy, nhưng không dám nói ra, vì sợ thiên hạ nói mình chống đối lại họ. Muốn nói cho người ta nghe theo mình mà thiếu duyên lành, thì quả thật vô cùng khó khăn. Chính Đức Phật có đầy đủ phước đức, biện tài vô ngại, dùng vô số phương tiện nhiệm màu hóa độ chúng sanh. Có người vừa nghe qua liền giác ngộ hoan hỷ, tín thọ phụng hạnh, 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 tín thọ phụng hạnh. Lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ý quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ, mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất, hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp, vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối.
lại thêm cái khổ nữa. Khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét. Lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, Cố Phi Nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dép của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Khuyết dách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luống tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: "Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này?" Ngài Mục Liên đáp: "Tại vì đời trước ngươi tham lam trộm cướp, thẳng tay dơ dép những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế." Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: "Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ." Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: "Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng: ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi." Điều đó quý vị cũng thấy có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong kinh Pháp Cú thí dụ nói: "Thuở Phật ở thành Xá Vệ có ông Thiện Nam Tiểu Ca Lá. Một hôm ông đến Tịnh Xá Thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: có phải người là ăn trộm không?" Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: "Tôi không có ăn trộm." Họ không tin,
túm lấy ông đánh đập. Khi đó, có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy, họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá, thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham, người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại, trong Kinh A Hàm, Phật nói: Nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ác nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm, hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đoài, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa, nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ Đức kệ rằng: Ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở ngô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rọi,
vào thâm tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thói vô nghì của phi nghĩa, làm chi nên chuyện. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Ba, không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lan trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong kinh Bảo Tích nói, tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói, vạn ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn xung quanh ta có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu, thiện lai, thiện báo, ác lai, ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục, giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị họa cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể có anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang. Những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ, phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ. Cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau,
hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, tại vì những đời trước người gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại chinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng, nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng, thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân, mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị; người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà; người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế là hơn, đời sau sinh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung, có hậu, lấy lòng từ bi, hỷ, xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm
vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh thời thành tựu được bốn điều lợi ích như sau: một, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn; hai, dứt sạch phiền não rộn ràng; ba, được người đời khen ngợi; bốn, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên, trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư Phật nói, nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hạnh bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác, ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết vì đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người. Gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chắn. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó, cai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tống ngôn, đứng đăng nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền, niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống, thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, ráng hiểu rằng tiếng kệ lời kinh,
thời mới được thân sao hiện vinh. 4. Không giọng ngữ. Giọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sao chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là giọng ngữ. Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo, độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo, tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý, nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng hóa ế ẩm rồi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo, chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật, không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá đời nào giữ được tiền của. Nên lão tổ nói, làm ăn bất chính con cháu cơ hàng, làm ăn bất lương ngục hình đầy đọa, lợi mình hại người tài tan khó giữ, mua lận bán lường của cải tiêu tan, đo gian đồng thiếu luân hồi thiếu hụt, vì lợi dối người sau bị người gạt. Tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau dư lời, hay hơn lừa đảo kiếm lời. Một nhà ăn uống tội trời riêng mang, theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả tìm đường dối nhau. Của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Cổ đức. Chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra làm ăn mua bán đều bị thất bại. Trong kinh Tăng Chi nói, thuở Phật còn trụ thế, ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối. Nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được kẻ lại không? Phật bảo, người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện, mỗi khi hứa với ai điều gì không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa, cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại họ vào chùa thì nói. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Lê. Khi sinh ra không có tai mắt mũi lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật, do ác nghiệp gì mà cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp, lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói, thuở Phật còn tại thế,
Một hôm, ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngài hỏi: Này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn: dơ. Con nghĩ thế nào? Nước đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: Này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: Này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn: để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La nên biết, người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp. Thiện hay là bất thiện, nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù việc lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Bảy, mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức làm đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời sau khi thành Phật, được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: Giới thứ tư tống trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu qua. Ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt, hơi ngào ngạt thơm, bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận Đại Trí Độ dạy, vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. Một, hơi miệng thường hôi thối. Hai, các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. Ba, dù nói thật chẳng ai chịu tin. Bốn, người trí chê bai chẳng ai tham dự. Năm, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Sáu, người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo. Bảy, thường lắm lo buồn. Tám, trồng nghiệp nhân xấu. Chín, thân hoại mệnh chung đọa địa ngục. Mười, khi sanh làm người các căn thiếu sót. Tha ngôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ Đức khuyên rằng: Ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa huyễn hoặc đủ điều. Lời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tùng.
khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ. Năm, không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra dèm pha, quỷ bán, châm chích, cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết oán với nhau, đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước đức. Theo luật nhân quả tự nhiên, khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong kinh Địa Tạng dạy, nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí, cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên, ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy, suối kiện thưa người, con cháu bất hòa, suối con hiếp người, chịu đời thất thế. Suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh, theo lẽo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong sách Xử Thế có câu chuyện. Có cô gái tên là Hồng, khi về nhà chồng, ý mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Vì thế, nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi, nên đâm ra tự ái xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi dục. Mày chịu đựng rất hay á, nếu mà như gặp tao á, tao ly dị từ lâu rồi. Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ, quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói, người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chứ có trách họ. Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tính tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp, thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình, đừng vì chuyện không đáng mà biên dịch đã kích lẫn nhau. Làm như thế, vô tình chia rẽ chúng nó, mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ, ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tốt, anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chứ kể lại với ai. Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn, chuốc oán, ăn ngủ không yên. Thật làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân.
Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thích nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu, đồng thời khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Chính vì con người tạo 10 điều ác nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó có nạn đao binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 8 vạn tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, trau chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa,
Mười giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào dòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ: phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được như ý. 2. Tài sản phát đạt không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất: ông nên biết Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành. Chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới: cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm, Phật dạy: này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì. Giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào.
và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy, người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy, trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp, bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến, giúp đỡ, trái ý thì oán ghét, ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được. Còn đứa con nào không thương thì khó khăn, chửi rủa. Làm con thì ngỗ nghịch, bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu. Đó là nhân mất đức. Con rể giàu sang khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ giả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời 5-7 câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt, đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng mang tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bùa bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ, ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi, không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy, lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè
Lúc giàu sang thì thân thích nhờ giả, khi nghèo khổ, hoạn nạn thì lẩn tránh. Sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu 3, lầu 4 mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách, chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam, lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân, thất đức. Làm vua thì đam mê tụ sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân, ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút tự tâm. Miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ, bêu xấu. Thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình. Phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ vong, đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người, hại vật, gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh, lợi, tình, tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa, công bình, bác ái, lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo, lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy, nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buông lung sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt, giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp,
thời ngày dạy rõ quả bảo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời ngày dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời ngày dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngày dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời ngày dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời ngày dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngày dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngày dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh Phật dạy rằng: làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biến nhát mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang quốc vương trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự Tam Bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán Tam Bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo là do cái nhân đời trước tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lời danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đi tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất giống trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trập tai. Làm người hay dọa nạt làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai. Làm người giàu sang có quyền thế đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện ai, những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị roi gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước
lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da rách lạnh đơn phun, làm nghề cắt họng tự sát hủy mình, vào rừng săn bắn tai họa thình lình, hành hung làm dữ tai họa không chừng. Thấy của gian tham quả báo bần cùng, cố ý ăn lường chịu điều thua thiệt, gạt người lấy của chuyển kiếp bồi thường, nhờ người gạt người chịu đời thất thế, gian công lường của chịu đời lầm lạc, khoe tốt lừa người mắc mưu mất của, tranh danh đoạt lợi người lìa của tan, tranh điền đoạt thổ con cháu phá tan, giữ của lòng tham chuyển kiếp làm chó, chứa kẻ gian tham ngục hình đầy đọa, dùng sức loài vật chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm vợ con phản loạn, thọ thai chồng bỏ con nghịch với cha, tiền dâm hậu thú sanh con bất hiếu, thọ thai làm ác liên lụy đến con, quen người đoạt vợ oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ thận kém sanh lao, ăn vật nóng quá thận suy khô kém, khinh thánh thị thần cầu nguyện vô linh, khi thị thân tộc bà con xa cách, hỗn ẩu anh em cô độc một mình, đặt chuyện thình lình ngọng liệu liếu lo, phân dân ngạo biếm bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình vô gian bạc phận, chê thị quê hương đổi dời nhiều xứ, thấy hư chê cười khó nổi lập thân, chê người rách lành chuyển kiếp cơ hàng, đặng thời chê thất thế suy sụp nan cầu, được sang chê hèn đáo đầu bần tiện, chê người cực khổ chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó giữ của không bền, kiêu cách khi người chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu chịu đời suy nhược, tánh hay kiêu căng tạo lập không thành, thì chúng hiếp cô hòa sanh nan giải, la ré nạt nộ hao hơi phổi yếu, vũ ngực xương hô phổi động sanh ung, quỷ hoại lúa gạo thiếu ăn thiếu mặc, quỷ hoại tiền của gia cảnh bần hàn, ăn uống phung phí bần cùng đói rách, xài không giữ gìn thiếu trước hụt sau, tánh hay ghét người con cháu vô duyên, sinh con không dạy hoạn họa trùng lai, thọ ơn báo oán con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa sinh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành con cháu ngu si, giả oai hiếp người con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã quan đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người đau oan trái bình, dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí, mắng gió chửi mưa ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm, em côi anh bỏ giảng cảnh thất thời, phá cầu đào lộ quan gia nghiệp chướng, rào đường lấp ngõ lo việc không thành, bỏ người hoạn nạn cầu phước vô linh, nghe rên không trợ cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh phi tai lai giảng, biết mà không nói chịu đời lầm lạc,
chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan. Thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí. Lúc tranh luận, nên tập nhường lời, biết bỏ qua những sơ sót nhỏ nhặt của đối phương, chỉ nghĩ đến những điểm quan trọng, rồi ân cần, khéo hướng dẫn họ nhận ra lẽ phải. Trong lúc tranh luận, đừng tỏ ra trưng tài khoe đức. Ai biết hạ mình xuống thì sẽ được người khác nâng nhấc lên. Đó là lời dạy của người xưa, cho ta tu đức. Trái lại, tự đề cao mình lên sẽ bị người ta kéo xuống. Tâm lý ai cũng nói mình đúng, cho nên trong bất cứ môi trường nào, chúng ta phải biết nhường nhịn, vì mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Đừng nghĩ rằng càng cãi dữ thì thuyết phục được đối phương. Những cuộc tranh luận như thế sẽ dẫn đến gây lộn, thậm chí có trường hợp ẩu đả lẫn nhau. Thế là ta tạo ra tấm vách ngăn cách giữa ta và người. Sự cãi lẫy đôi co ẩu đả là do tính chủ quan, thường khiến người ta ít thận trọng lời nói và việc làm, hay đưa tới những kết quả xấu, hoặc không thuận hợp với những diễn biến trong cuộc sống. Tính chủ quan cũng thường gây mất lòng người khác, kết quả công việc sai lệch hay đổ vỡ. Tính chủ quan mặt khác còn làm trì trệ công việc và ngăn chặn sự tiến hóa trong nhận thức và trí thức con người. Đức khiêm cung, khiêm tốn, có cung cách là đặc điểm của người trí thức có đạo hạnh. Thật đáng tiếc cho một số người có trí thức lại thiếu đức khiêm cung, thường tự hào, quên quan, muốn làm thầy thiên hạ. Một người có khả năng khi đạt được địa vị cao trong xã hội lại biết giữ đức khiêm cung, là người biết thủ lễ, có đức hạnh. Người có tài đức đều thận trọng giữ gìn phẩm cách, không vỗ ngực xưng tên để người đời ngưỡng mộ mình, không cần bày tỏ tham vọng của mình. Hữu xạ tự nhiên hương, có chất thơm thì tự nhiên mùi hương phát ra, người ta ngửi thấy, nghe biết mà tìm đến. Người nào giữ được đức khiêm cung thì loại trừ được ngũ quỷ, tức là tự cao, tự tôn, tự mãn, tự hào và tự đại trong lòng mình. Tự cao là kiêu ngạo, tự phụ. Tự mãn là tự xưng ta đây. Tự hào là kiêu hãnh, tự đắc. Tự đại là lên mặt. Năm ác tính này đều làm thất nhân tâm, có hậu quả xấu trên mọi lãnh vực. Muốn cho người khác kính mến ta, tại sao ta lại làm cho họ mất mặt trước đám đông? Họ có danh dự của họ, nếu có lỗi lầm chi, ta nên khéo nhắc nhở. Còn như ta có lỗi lầm thì thành thật nhận khuyết điểm, vì chúng ta chưa phải là Phật. Thánh thì trong 100 lần xét đoán đúng được 70-80 lần mà thôi. Nếu đối phương quá bảo thủ, chủ quan, chúng ta cần tế nhị mời họ thử đặt mình vào địa vị của người ngoại cuộc để xét vấn đề. Nếu họ không nhận ra lẽ phải, quá cố chấp, nóng nảy, ta phải lanh trí, nhẹ nhàng phân tích một cách khéo léo. Nếu chúng ta không khéo bàn luận thành ra cãi lộn, mà cãi lộn thì hỏng hết mọi việc. Trường hợp họ còn bảo thủ, ngang ngược, thì thượng sách là ta nên tránh né các cuộc cãi giả, hoặc nhượng bộ chấm dứt là hơn. Ông Ado nói, lý luận không bao giờ thắng kẻ ngu. Nói như thế, không phải tuyệt đối tránh hết những tranh luận cần thiết. Có lúc phải tranh luận để bên vực chân lý, bảo vệ điều chính đáng. Có nhiều người viện lý do cầu cho mình được bình an, như thế là vô tình để cho họ chê ta là kẻ ngu dốt, yếu hèn. Nếu vì lý do nào đó mà im lặng, để cho cuộc tranh luận đưa đến kết quả tai hại cho một cá nhân hay đoàn thể, thì sự im lặng ấy đắc tội. Nhiều người biết như vậy, nhưng không dám nói ra, vì sợ thiên hạ nói mình chống đối lại họ. Muốn nói cho người ta nghe theo mình mà thiếu duyên lành, thì quả thật vô cùng khó khăn. Chính Đức Phật có đầy đủ phước đức, biện tài vô ngại, dùng vô số phương tiện nhiệm màu hóa độ chúng sanh. Có người vừa nghe qua liền giác ngộ, hoan hỷ, tín thọ phụng hạnh,
tín thọ phụng hạnh, tín thọ phụng hạnh, tín thọ phụng hạnh, tín thọ phụng hạnh, tín thọ phụng hạnh, tín thọ phụng hạnh, tín thọ phụng hạnh. Lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, vật ngang của người, hoặc cậy thế ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử, thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ. Mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp. Vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dép của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Khuyết dách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luống tham cầu, của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ, bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim,
ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này? Ngài Mục Liên đáp: Tại vì đời trước ngươi tham lam trộm cướp, thảnh tay dơ dép dựng của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng: Ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Điều đó quý vị cũng thấy, có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói: Thuở Phật, ở thành Xá Vệ, có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: Có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: Tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá, thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Kiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác,
sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh Đại Bồ Đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham, người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại, trong kinh A Hàm Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ác nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đòi, giặc giữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ Đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở ngô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc về từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghi, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Ba, không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lan trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói: vạn ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn xung quanh ta có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch, đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối, phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi.
Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng. Nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu: thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị họa trái tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể có anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang. Những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ. Cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau. Hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, tại vì những đời trước người gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại chinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tạp Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân, mắt mũi, lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ,
phải nghĩ như thế này. Người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế là hơn, lời sao sinh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung, có hậu, lấy lòng từ, bi, hỷ, xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy: nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ, chồng, con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ 3 cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên. Trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh, sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư, Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng, con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc,
thường vướng ác đàn, xa Phật, trái Pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hành bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác, ta gì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ vây quanh. Thứ chín, chết vì đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người. Gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chắn. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó, trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tống ngôn, đứng đăng nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền, niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống, thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, ráng hiểu rằng tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao hiện dinh. 4. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là vọng ngữ. Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo, độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo: tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng quá ế ẩm rồi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo: chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật, không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá đời nào giữ được tiền của. Nên lão tổ nói: làm ăn bất chính, con cháu cơ hàng,
làm ăn bất lương, ngục hình đầy đọa, lợi mình hại người, tài tan khó giữ, mua lận bán lừa, của cải tiêu tan, đo gian đồng thiếu, luân hồi thiếu hụt, vì lợi dối người, sau bị người gạt. Tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau dư lời, hay hơn lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau, của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Cổ đức: chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra làm ăn mua bán đều bị thất bại. Trong kinh Tăng Chi nói, thuở Phật còn trụ thế, ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối, nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được, kẻ lại không? Phật bảo: người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện, mỗi khi hứa với ai điều gì không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa, cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại họ vào chùa thì nói. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật có một cậu công tử tên là Mãn Từ Tỳ Lê. Khi sinh ra không có tai mắt mũi lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: do ác nghiệp gì mà cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp: lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói: thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngài hỏi: này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn, dơ. Con nghĩ thế nào, nước đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn, để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý nói làm việc gì, cần phải định tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La, nên biết người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng, chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp. Thiện hay là bất thiện, nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài,
phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù việc lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Bảy, mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời sau khi thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: giới thứ tư tống trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu qua. Ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt hơi ngào ngạt thơm. Bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận Đại Trí Độ dạy: vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. Một, hơi miệng thường hôi thối. Hai, các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. Ba, dù nói thật chẳng ai chịu tin. Bốn, người trí chê bai chẳng ai tham dự. Năm, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân hoại mệnh chung đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người các căn thiếu sót. Tha ngôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ Đức khuyên rằng: ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ. Năm, không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra dèm pha, quỷ bán, châm chích, cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết oán với nhau, đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước đức, theo luật nhân quả tự nhiên, khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong Kinh Địa Tạng dạy: nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí, cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên, ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy: suối kiện thưa người, con cháu bất hòa. Suối con hiếp người, chịu đời thất thế.
suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh. Theo lẽo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong sách Xử Thế có câu chuyện. Có cô gái tên là Hồng, khi về nhà chồng, ý mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Vì thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi, nên đâm ra tự ái xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi dục. Mày chịu đựng rất hay á, nếu mà như gặp tao á, tao ly dị từ lâu rồi. Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ. Quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói, người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chứ có trách họ. Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tính tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà biên giật đã kích lẫn nhau. Làm như thế vô tình chia rẽ chúng nó mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ, ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tốt, anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chứ kể lại với ai. Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn, chuốc oán, ăn ngủ không yên. Thật làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thích nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu, đồng thời khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Chính vì con người tạo 10 điều ác nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên, vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt,
không bõn xẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, trau chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống, thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản, thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo, thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc, thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng, thì chớ nói lời thô ác, xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt, thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào dòng tham dục, thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình, thì đừng có sừng sộ, phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình, thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong Kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ, phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt, không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời, được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới, thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi, nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật Bảo Xá Lợi Phất: Ông nên biết, Bồ Tát trong khi tu hành
phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành, chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức, vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới: cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng, rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm Phật dạy: này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì, giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy: người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy: trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp: bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại,
bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ, mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất, hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than, đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp, vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu. Đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét. Lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dép của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Khuyết dách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luôn tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả một kiền liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: "Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này?" Ngài Mục Liên đáp: "Tại vì đời trước ngươi tham lam trộm cướp, thảnh tay dơ dép những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế." Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: "Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ." Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói:
Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng Ngài nói rằng: ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm, cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Điều đó quý vị cũng thấy có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật ở thành Xá Vệ có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Kiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham, người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại trong Kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách, sau khi mạng chung đọa vào địa ngục,
lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đã kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đòi, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, đào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rọi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghị, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Ba, không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lan trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả bồ đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong Kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói: dạng ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn xung quanh ta có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch, đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu: thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả cháy tay.
Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể có anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang, những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ, cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau, hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, tại vì những đời trước người gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại chinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi, vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị; người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà; người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình, hại người.
Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế là hơn, đời sau sinh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung, có hậu, lấy lòng từ, bi, hỷ, xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ, chồng, con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên. Trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư Phật nói, nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hành bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy